Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ HPphotoshop.com. Ngày hôm nay thì đối với những bạn mà chúng ta máy nó hơi bị yếu á, và chúng ta cảm thấy Photoshop nó chạy không được mượt, thì hôm nay mình sẽ làm video này để hướng dẫn các bạn làm sao maximize cái tối đa hóa cái hiệu quả của cái phần mềm của chúng ta, để làm sao sử dụng Photoshop cho nó an toàn nhất và hiệu quả nhất. Rồi, trước khi vào video, nếu như bạn đây là lần đầu các bạn đến với channel của mình, đừng quên bấm nút subscribe, nút đăng ký ngay phía dưới và bấm nút chuông bên cạnh để mà các bạn không bỏ lỡ bất kỳ video nào ha. Rồi, chúng ta vào video thôi. Rồi, ở trong giao diện Photoshop các bạn sẽ vào trong phần edit này, và chúng ta sẽ vào preference, chọn general trước đi. Nhưng mà một cái chú ý nhỏ này, khi mà cấu hình máy của chúng ta đã yếu rồi, chúng ta cảm thấy giật rồi á, thì chúng ta nên tắt tất cả các phần mềm khác trong khi chúng ta sử dụng Photoshop ha. Ví dụ như là sử dụng Chrome này, cốc này, mấy thằng quỷ đó nó cắn RAM ghê lắm, cho nên là nó làm Photoshop chúng ta nó chậm lại. Rồi, ở trong cái bảng preference này thì các bạn có thể chỉnh được rất là nhiều thứ. Tuy nhiên ở đây các bạn chỉnh một vài thứ cho mình nè. Đầu tiên các bạn sẽ chạm vào trong phần tool. Và phần tool ha, ở đây các bạn sẽ tắt cái show tool tip đi, đặc biệt là các bạn nào sử dụng CCA 018 trở lên á, nó cái use rig tool tip này lên thì nó rất là mất thời gian, khi em phải load cái video lên rất là mất thời gian. Quay trở lại chút xíu ở phần in general, ở cái tab general ha, thì các bạn sẽ tắt cái disable, các bạn sẽ uncheck cái disable the home, home screen lên ha, disable home screen, để mà cái bảng chào mừng nó không có hiện ra cái lúc mà mình mở Photoshop, mở cái là chúng ta vô chúng ta làm luôn, chứ không có chờ nó loading, mất thời gian lắm. Rồi tiếp theo nữa các bạn sẽ vào trong phần file handling. Ok, cái thằng quỷ này mình lại các bạn, khi mà máy đã yếu rồi thì làm ơn bật cái này lên, bật cái automatic save tự động lưu lên ha, mỗi 5 phút, mỗi 10 phút chẳng hạn vậy, tại vì máy đã yếu rồi nó hay bị đơ giữa chừng lắm, mà một khi nó đã, mình đang dày công làm cái hình rồi mà nó bị đơ và nó mất rồi sao chết, làm lại từ đầu, cho nên là nhớ bật cái này lên ha, bật cái auto save lên. Rồi tiếp theo nữa các bạn vào trong phần performance. Ở đây á, nếu như các bạn nào có các màn hình rời á, thì các bạn sẽ nhớ bấm cái Use Graphic Processor lên để nó sử dụng cái GPU, là sử dụng card đồ họa. Tuy nhiên có một vấn đề, ví dụ như là card đồ họa của các bạn cũ rồi á, thì tốt nhất các bạn thả tắt đi để mà nó sử dụng cái card onboard, card onboard, thì lúc đó nó tự nhiên nó sẽ mượt hơn so với việc chúng ta sử dụng cái card nó cũ rồi, mặc dù là card đời. Ok, tiếp theo ở phần RAM này á, thì như mình nói đó, nếu như máy chúng ta yếu thì trước khi chúng ta sử dụng Photoshop tắt hết mấy thằng quỷ kia đi, và chúng ta tăng cái sử dụng RAM lên cao chút xíu. Tuy nhiên ở đây mình đang sử dụng là 16GB RAM, cũng như là mình cảm thấy nó ok, cho nên là mình cứ để tầm 75% sử dụng RAM là ok nhất, 75% RAM. Tuy nhiên nếu như các bạn nào cần nó mạnh hơn, máy chúng ta yếu á, thì chúng ta tăng RAM nhiều lên chút xíu, 80-90% chẳng hạn vậy. Rồi, nhưng mà nhớ nha, sử dụng Photoshop thì tắt mấy phần mềm khác đi. Rồi tiếp theo history state. History nghĩa là những cái bước mà nó lưu lại, chúng ta Ctrl Z á, Ctrl Alt Z á, thì nếu như càng nhiều bước thì nó sẽ lưu càng nhiều lại. Cho nên là nếu như các bạn không cần quá nhiều, các bạn có thể giảm số bước đi, ví dụ 10, chúng ta lưu được 10 bước thôi chẳng hạn vậy. Rồi cái case level, case size này thì tùy các bạn chọn. Ví dụ các bạn là dân thiết kế web chẳng hạn vậy, thì các bạn sẽ click vào cái web UI design này thì nó tự động tối đa hóa cho các bạn. Còn như mình đi, còn như mình với đa số các bạn đi, chúng ta chỉnh hình thì các bạn sẽ click vào cái là Hue Pixel Dimensions, click vô thì nó tự động nó tối đa hóa cho chúng ta. Rồi tiếp theo cái quan trọng không kém là scratch disk. Cái scratch disk này thực tế nó gần như là quan trọng nhất, tại vì trong cái quá trình mà các bạn sử dụng Photoshop á, là nó ngầm cái Photoshop nó sẽ ngầm lưu cái file của các bạn ở một cái vị trí gọi là file lưu tạm ở trong cái hệ thống, trong folder hệ thống, và đa phần nó sẽ nằm ở ổ C. Tuy nhiên có một vấn đề là ổ C đa phần lúc nào cũng là cái ổ mà các bạn chia cái dữ liệu nó ít nhất, chia cái khoảng trống nó ít nhất, cho nên là khi các bạn cài nhiều phần mềm á, thì cái khoảng trống cho cái ổ nó rất là ít. Nó rất là ít, cho nên là lúc đó Photoshop nó sẽ tự động nó báo lên là nó báo kiểu này, full scratch disk kiểu đó, full scratch disk. Thì lúc đó tự động Photoshop sẽ dừng, nó sẽ dừng, tại vì ở trong ổ nó không còn nữa. Thì đây các bạn để ý nè, ở đây chúng ta có hai ổ, như máy của mình là mình chia hai ổ, máy tùy các bạn thì tùy, nhưng mà các bạn sẽ tìm cái ổ nào á mà nó có cái cái free space là cái thước nó, cái khoảng trống đó, nó nhiều thì các bạn ưu tiên nó lên ha. Ví dụ như đây mình sẽ tích chọn vào ổ D luôn và mình click vào cái ổ D này, nó bôi sáng lên cái, và mình click vào cái nút dấu này đó, nó sẽ đi lên. Thì lúc đó cái Photoshop khi lúc đó nó sẽ không có lưu vào ổ C nữa mà nó vào ổ D, thì chúng ta sẽ có nhiều cái khoảng trống để chúng ta lưu file hơn, và chúng ta sẽ bị mượt hơn, và nó sẽ không có bị cái vấn đề là bị lỗi full scratch disk như hồi nãy nữa. Đó, thì đó là cái cách để chúng ta tinh chỉnh một vài cái ha. Tiếp theo nữa, làm sao để chúng ta kiểm soát được là cái scratch disk nó có còn nhiều hay không, thì các bạn sẽ vào trong cái ở phần phía dưới Photoshop này, nó có cái thanh này này. Đó, thì các bạn sẽ để ý ha, chúng ta click vô cái mũi tên bên cạnh này và chúng ta sẽ chọn là scratch size. Đó, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta đang xài hết 1.8GB rồi, mặc dù là cái file của chúng ta đâu có bao nhiêu đâu, file của mình hiện tại có 206MB thôi ha, nguyên cái file hình này có 206MB thôi, nhưng mà cái file chúng ta hoạt động nó lên tới 1GB mấy rồi, cho nên là các bạn nhớ bật cái scratch size này lên á, để chúng ta biết được là chúng ta còn bao nhiêu dung lượng trống để chúng ta có thể làm việc được ha. Nếu như mình đang ở bên ổ D thì nó sẽ ok hơn. Thế nhưng mà có thể để ý là khi chúng ta bật như vậy, chúng ta có thể kiểm soát được là cái máy chúng ta còn chịu nổi hay không. Hoặc là các bạn sẽ chọn vào efficiency, efficiency thì các bạn sẽ biết là gọi là cái hiệu năng của hệ thống nó có đạt được 100% hiệu năng hay không. Nếu như nó thấp quá thì các bạn tạm dừng, các bạn có thể tắt những cái phần mềm khác đi để cho nó máy của chúng ta nó ưu tiên cho Photoshop. Thì đó, thì cái làm như vậy thì Photoshop của chúng ta nó sẽ hoạt động sẽ ok hơn so với lại nếu chúng ta không có đẩy mạnh cái hiệu năng của nó lên. Đó, thì đó là tất cả về video này. Chúng ta còn những cách khác để chúng ta làm cho máy của chúng ta cho Photoshop của chúng ta nó mượt hơn nữa. Tuy nhiên mình sẽ để dành cho video sau. Và video này thì cái cách của mình thì mình không tốn tiền, nhưng mà cách sau sẽ tốn tiền đấy. Cho nên là đó, thì nếu như các bạn thích video này, đừng quên like, share, subscribe, comment phía dưới cho mình biết là video sau các bạn muốn mình làm về vấn đề gì nữa nha. Chúc các bạn có một ngày Tết thật là vui.